Cũng nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, lãnh đạo quận Bình Thủy đã đến thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên, nguyên trưởng phòng y tế quận. Tại đây, lãnh đạo quận đã trao quà ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đồng thời ghi nhận và trân trọng những đóng góp của bà Hoàng Uyên cho ngành y tế quận nhà, cũng như mong muốn bà tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương, nêu gương sáng cho đội ngũ y bác sĩ trẻ học tập noi theo.